And now we have a hotline from Thanh Thảo in Ao Lạc, also known as Vietnam. Kính thưa sư phụ, con xin kể thể nghiệm nội tại của con. Con bị lực lượng phủ định tấn công. Bằng mắt thường, con nhìn thấy chúng đông bủa vây con cả ngày lẫn đêm. Và Hai Ma Vương nói là cho con 3 ngày, chúng sẽ dẫn đi. Tim con luôn trong tình trạng khó thở, ngất xỉu sốt. Con kêu người nhà nói sẽ đi trong 3 ngày nữa. Người nhà con ai cũng run và khóc. Và con niệm sư phụ cứu con. Con sám hối xuyên suốt, thời khắc cận kề cái chết mới thấy hối hận. Sao không lo tu mà cứ mãi bám víu vào vật chất, địa vị, hơn thua, sân si trong sự vô minh chìm đắm của con vào thế giới vật chất này. Con ngồi thiền không đủ, lúc này con mới thức tỉnh. Vào lúc 8 giờ tối, con mật niệm năm hồng danh xuyên suốt và ngồi thiền trong phòng, liên tục sám hối. Và trong lúc nhập định, con nhìn thấy pháp tướng năm vị hồng danh, tướng mạo nhỏ nhắn như sư phụ. Mặc y phục giống sư phụ, hào quang vàng sáng chói bất khả tư nghị. Năm vị ngồi bao xung quanh con, phóng hào quang vào người con ngồi chính giữa. Sau khi xả thiền là từ lúc đó là ma vương biến mất luôn. Con thành kính cảm ơn sư phụ đã luôn bên con, bảo hộ con và cho con nhiều thể nghiệm nội tại quý báu. Con luôn cầu nguyện cho sư phụ lúc thiền, xin các vị thiên đế, chư Phật, Bồ Tát bảo hộ lân thân ngài luôn mạnh khỏe, bình an trường cửu. Cầu xin thiên đàng bảo hộ đội ngũ truyền hình vô thượng sư luôn mạnh khỏe, an lành để làm công cụ cho Thượng Đế và phục vụ tha nhân. Thanh Thảo từ Âu Lạc hay Việt Nam. Grave Thanh Thảo, we are so grateful that you are safe and continue to be blessed by the Master's grace. Thank you for sharing your inner visions with us. Your heartline has a response from Master. Faithful Thanh Thảo, thank heavens that you remembered the sacred importance of your meditation and the power of the five holy names. This world is a perpetual distraction, always trying to convince us that many things are urgent and more important than spiritual practice. Use this experience as a constant reminder to keep the precepts well and recite the five holy names at all times. And always remember the love of the five holy lords and their willingness to help you in your time of great need. May you and the awakening Ao Lạcis or Vietnamese people know the great blessings that are continually showered upon you. Vegan, 'cause we love our children. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.